Ngày 9 tháng 6, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Sông Công tổ chức hội nghị vận động thuyết phục đối thoại đối với hộ bà Trịnh Thị An, bà Dương Thị Thủy, ông Dương Văn Lâm ở tổ dân phố Mỏ Trè, phường Bách Quang, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu nhà ở Bách Quang, phường Bách Quang. Tại hội nghị sau khi trao đổi thảo luận, Ban cưỡng chế và hộ gia đình thống nhất, các khoản bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho gia đình đã được tính toán đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật bà trịnh thị an bà dương thị thủy ông dương văn lâm đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ tại buổi làm việc và bàn giao mặt bằng về thủ tục giao đất tái định cư hội đồng bồi thường sẽ xem xét về đơn giá tái định cư theo đúng quy định ban thực hiện cưỡng chế giao trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với ủy ban nhân dân phường bách quang thực hiện chi trả tiền bồi thường cho gia đình theo quy định đề nghị công ty cổ phần tập đoàn danco xây dựng hoàn thiện hạ tầng về điện nước và hỗ trợ gia đình làm nhà tạm trong quá trình xây dựng nhà hỗ trợ di chuyển cho các hộ gia đình bà an ông lâm bà thủy hội nghị vận động thành thống nhất lập biên bản để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định